Thưa quý vị, trận mưa ngập vừa qua đã gây ra lũ quét sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn, thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra tình hình nghĩa trang Hòa Sơn để có những chỉ đạo khắc phục kịp thời. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, nguyên nhân chính sạt lở nghĩa trang Hòa Sơn là do lượng mưa có cường độ quá lớn và kéo dài trong nhiều giờ, dẫn đến tại những điểm tụ thủy trên triền núi chứa nước lớn gây sạt lở. Trong quá trình khai thác keo lá tràm, người dân đã phát quang tạo những đường mòn nhỏ để đi lại. Tại các đường mòn này không còn cây cối mà chỉ còn lối đi đất trống. Khi lượng mưa lớn, nước từ trên đỉnh núi dồn về các đường mòn này tạo nên dòng chảy xiết gây sạt lở đất đá. Qua thống kê, tổng cộng 6 điểm bị ảnh hưởng nặng với diện tích sạt lở là 2,2 ha, thiệt hại chỉ chiếm 0,7%. Dựa trên tình hình khảo sát thực tế, lãnh đạo huyện Hòa Vang đã đề xuất một số giải pháp khắc phục với Bí thư Thành ủy tại nghĩa trang Hòa Sơn. Cái này là mình thi công theo cái lệnh khẩn cấp và yêu cầu đơn vị thi công máy móc thiết bị tập cách để giải phóng đường và làm theo cái thiết kế. Đồng thời mấy cái đá này bọn em cũng xin phép là sẽ trao đổi với, có cái lần đã chảy Hòa Sơn anh em cũng làm đó, thì cái đá này có khi trở về đó để người ta tận dụng, người ta làm, người ta khai thác đá. Qua nghe báo cáo và khảo sát thực tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết thành phố khắc phục thiệt hại nghĩa trang trong tình trạng khẩn cấp nên ban nghĩa trang thành phố sẽ hoàn thiện các thủ tục để đảm bảo giải quyết nhanh chóng. Bí thư Thành ủy cũng thống nhất các ý kiến đề xuất khắc phục của địa phương và các sở ban ngành liên quan về công tác khắc phục. Về đề xuất của một số các cái cơ quan thì thứ nhất là tôi thống nhất với cái đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố là Ủy ban thành lập một cái tổ công tác để có cái chỉ đạo chung trong phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là thống nhất giao cho Hòa Vang làm chủ công và có thể trong cái triển khai dự án thì giao làm chủ đầu tư theo cái hướng đó. Một số các cái giải pháp cụ thể thì trước hết là tôi đề nghị là Bộ Chỉ huy Quân sự các đồng chí xây dựng cái phương án sớm, làm thật nhanh, làm sớm. Và trước mắt thì tập trung vào cái việc giải phóng cái giao thông, giải phóng cái đường này để có cái giao thông cơ giới để mình giải quyết được các cái câu chuyện khác. Tôi đề nghị huyện chỉ đạo đảm bảo các cái điều kiện cho lực lượng của quân đội rồi các lực lượng có liên quan khi lên trên này làm việc. Các cái phương án cụ thể về xử lý đá ở đây ấy, thì tôi thống nhất ý kiến của đồng chí Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban. Tinh thần chung là mình cố gắng làm sao đất ở núi thì trả lại núi, đá ở núi trả lại trên núi, hạn chế mất cái thấp nhất cái chuyện di chuyển đi những cái chỗ khác. Ước tính có gần 700 mộ bị lấp. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban Quản lý Nghĩa trang thành phố phải chủ động phối hợp với gia đình và bố trí các mộ phần phù hợp trên tinh thần nhà nước chịu trách nhiệm chính, nhưng sự phối hợp của gia đình có mộ phần ở đây là rất quan trọng. Ban Quản lý Nghĩa trang phải tập trung cái việc liên hệ với thân nhân của những gia đình có cái mộ phần ở đây để liên hệ, và trong cái quá trình xử lý thì mình phải tranh thủ được cái sự, một là phối hợp của gia đình, hai nữa là cái công tác quản lý, thứ ba nữa là tìm cái sự đồng thuận của họ trong cái phương án xử lý cụ thể. Hiện Ban Nghĩa trang đã áp dụng giải pháp khắc phục tạm thời là tận dụng đá tại chỗ làm thành rọ đá, xếp thành tường chắn phía chân núi, ngăn đất đá tiếp tục sạt lở.